Hey, hello anh em, chào mừng tất cả anh em đến kênh YouTube Top Para của mình nha. Rất vui gặp lại anh em ở clip lần này. Và hôm nay là một trong những ngày đầu mùa thì mình sẽ gửi cho anh em một bản ngọc mà mình hay sử dụng cho Tara trong tất cả các mùa nha. Nói chung là nào giờ mình hay xài cho Tara bản ngọc này á. Mình thấy bản ngọc này cũng khá là ok nên cũng không có gì thay đổi đâu. Ok. Và bản ngọc đỏ mình sẽ sử dụng cho Tara là 10 viên tóc đắng mới giáp. Tara thì tính chất nó thích trâu càng quét nên là mình chọn cho Tara bản ngọc có máu nhiều nha anh em. Ưu tiên về máu và giáp. Ok, và ngọc tím mình sẽ chọn 10 viên máu hồi máu tóc chạy nha anh em. Cái lượng hồi máu rồi cái lượng tóc chạy á, nó được cỡ 4% thì nó cũng có một ít khả năng cơ động cho Tara nha anh em. Để Tara có thể chạy được hay giết cũng có người mà chạy nha anh em. Ok, và bản ngọc màu xanh mình sẽ chọn cho nó 10 viên máu tối đa giảm hồi chiêu để lấy cái lượng hồi chiêu lúc ban đầu á, mình có thể có lượng hồi chiêu khá là nhanh khi chưa có trang bị anh em. Ok rồi, bản ngọc nó là như vậy. Xong, đây là build đồ gợi ý và cái phụ trợ mình cũng lên phụ trợ gợi ý đó nha anh em. Cái phụ trợ mình nó lên kiểu như chống chịu, nó sẽ cái lượng giáp cực kỳ cao hồi phục với lại cao và cái lượng giảm hồi chiêu cái hành ti anh em với cái độ okay. Trâu lì của nó. Và hôm nay mình sẽ test cho anh em một trận đấu với cái build đồ vương ngọc và với cái ký của Tara nha anh em. Phần trận đấu mình sẽ chơi tăng sức mạnh của Tara trong mùa mới này nha anh em. Ok. Và Tara mùa và này hôm nay mình sẽ đi lên đường này cái khả năng ta thần và đối đầu với mình là vị tướng cộng đồng thôi nha anh em. Nên là mình thấy cái khả năng hồi phục của Tara dạo này á, mùa này rất là tốt luôn nha anh em. Mình thấy chơi Tara khá là ổn luôn. Mong là sau vài lần tăng sức mạnh này thì cái người chơi Tara sẽ chơi Tara nhiều hơn và có nhiều cái người lượng người chơi Tara, không có kén Tara nữa nha anh em. Tara là một vị tướng ai cũng chơi, chơi là tù túng hay là quá cơ bản quá nên là ít người chơi, nhưng thật sự nó chơi cũng rất là ngon nha anh em. Và phá này mình sẽ cân hai luôn nha anh em, khi mình vừa có chưa 4 rồi có một cái bột phá nữa mình đâu có ngại hàng nào đâu anh em. Ok, và mình đã kết liễu được hai bạn luôn nha anh em. Mong là sau cái lần tăng sức mạnh này thì kênh của mình cũng được đón nhận nhiều hơn từ các bạn, tại vì ta ra ít người chơi quá mà kém người chơi quá. Giờ mong là mọi người sẽ cùng đón nhận vị tướng này, cùng chơi, có nhiều người chơi vị tướng này và nhiều người biết đến vị tướng này hơn. Ok, nếu anh em nào mà thích chơi vị tướng Tara thì nhớ follow kênh, subscribe kênh ủng hộ mình nha anh em. Nếu coi đến đây mà anh em nào thấy video hay thì nhớ cho mình xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình, giúp mình có động lực để làm video tiếp theo nha anh em. Ok, đến cái phút thứ 3 mà mình đã có 301 ba mạng rồi nha anh em. Rất là ngon luôn, rất xanh luôn. Và xanh thì làm gì cũng đúng nha anh em. Anh em hãy nhớ một điều, trong game này xanh thì nói gì cũng đúng, cũng giống như ở ngoài đời, mình có tiền thì mình nói gì cũng đúng hết, còn không có tiền thì làm gì cũng sai hết anh em ơi. Ok, bây giờ mình xanh rồi, mình làm gì cũng đúng thôi. Dí đi, mình dí mình đi, dí mình hồn một cái. Ok. Giờ thơ thấy mình bị khép nép luôn anh em ơi. Chơi không lại mình đâu. Mình 3-0 rồi. Mình sẽ dòng xuống đây kiếm một mạng nữa nè anh em. Một mạng nữa nè. 401 dành cho mình. Có khi nào mình xanh hết phần của tem rồi á, tem mình tới luôn anh em. Mình vô trụ luôn em, mình vô trụ luôn. Vẫn không chết nha anh em. Rất là trâu bò luôn. Nhưng mà anh em nhớ trụ sẽ tương cộng dồn nha anh em, đừng nóng. Còn ơi cái pha đó nếu mà bạn giết không có nuốt mình là mình bay vô đó luôn rồi anh em ơi. Tính mình nóng luôn anh em ơi. Bạn giết này bóp đồng loại quá nha. Rồi tàn hình này. Này nè, Alice nè, Alice với chúng tôi. Mốt ông một dành cho mình rồi anh em ơi. Khá là xanh đó nha. Ok, giờ Arthur thấy mình thì chạy bỏ đôi dép lại anh em ơi.
Trận này chắc mình sẽ lên trâu luôn, chứ không có lên con heo. Chứ không có lên theo xu hướng là dẹp hồi ngáo. Tại vì mình xanh này mình cũng không cần thấy đâu. Giờ này teo nát. Này teo nát bắn nhãn vô nha anh em. Ê, sao mà chạy được bạn ơi. Rồi, quy lên vẫn không giết được mình anh em ơi. Không giết. Quay lưng lại dí luôn chứ đâu có chạy được anh em. Ta ra mà. Dí ta ra và cái kết. Ok. 8-0 nhìn cho mình anh em. Quá xanh rồi. Xanh thế này thì ai mà chịu nổi. Ta ra đúng là rất mạnh anh em ơi. Khi mà mình chơi mình chê về tướng này chứ thật sự nếu mình chịu chơi, mình chịu nghiên cứu về chất tướng thì mình chơi về tướng này cũng khá là ổn áp nha em. Leo ranh những ranh từ cao thủ vài chục sao, một hai chục sao trở xuống chơi mình thấy khá là ổn áp. Lên cao nữa thì người ta sẽ có chuộng chơi ta ra lắm. Trời ơi, chút ơi là giết. Tôi đang tính xích và thôi nó luôn rồi, bạn giết nuốt tôi chi vậy, tôi đâu có mượn đâu. Ok, tân luôn không, thôi bỏ. Nó bắn một rồi là bệnh luôn anh em ơi. Xanh quá thì cũng đừng ảo tưởng sức mạnh quá anh em ơi. Mình xanh rồi mình nói thích thể hiện nè. Sao mà hay ra dẻ quá. Okay. Xíu nữa là mình ban trụ luôn. Trời ơi, hãy cứu tôi đây. Tôi ban trụ luôn anh em ơi. Ây da, bà này vẫn không chết. Trời ơi, cái bột phá của tôi. Đáng lẽ pha này là bột phá cái là lụm mạng đó rồi. Giết mình cứ hay bóp đồng đội quá nha. Pha đó đáng lẽ là mình lụm luôn cái bạn Arthur đó rồi đây rồi. Trời ơi, Giết ơi là Giết. Một pha băng trụ rồi chạy ra, băng trụ và chạy ra của mình. Trụ tem bạn mà mình cứ ngỡ là trụ nhà mình thôi anh em ơi. Tem mình hình như mình xanh hết phần của tem rồi. Không biết tem mình chơi được không đây. AD tem bạn bắn vẫn rất tốn nha anh em, nên mình không để kinh thường đối thủ được. Đối thủ á, tem bên bệnh bên kia có hai vị tướng AD á, cuối game nó bắn cũng rất là rác luôn, kèm theo vị tướng Alice á, một vị tướng cũng khống chế cứng đó nè. Late game là nó khống chế khó chịu lắm luôn nha anh em. Nó thải chiêu chón gặp team nó teo nát bắn làm chậm nó thì khó mà chạy thoát nha anh em. Ok, mà tem mình chơi thì hơi anh em không biết đẩy với lại mấy anh em chơi không có hỗ trợ nhân gì hết. Ok, mình cố gắng đẩy lính cao lên để tem có thể chơi dễ hơn. Tem mình đi chơi hơi rời rạc nè. Và bạn Jeep này thấy hơi bóp đồng đội nha anh em. Mấy pha mà mình muốn kết liễu đồng đội tem địch chơi thì bạn Jeep nút là mình rất là khó chịu luôn em. Cứu đâu không thấy mà thấy toàn là nút mấy pha mình chuẩn bị kết liễu luôn tem địch không. Bây giờ thì lượng vàng của tem bạn cũng khá khá rồi nên là đánh cũng khá là đau nha anh em. Mình không thể nào kinh thường đối thủ được tại vì bây giờ tem mình nó phế rồi, có mình xanh rồi. Một người xanh thì không thể nào gánh nổi cả thiên hạ được nha anh em. Thấy vậy thôi chứ tem cũng nhờ tem chứ cái này là tính chất đồng đội nên là phải nhờ tem nha anh em. Chứ đừng có quá thể hiện mà quên đi tem mình.
là sai nha, không thể nào mình gánh được nguyên một em đâu, một không có đánh năm lại đâu nha anh em. Và câu thì đánh lâu cũng chết thôi, nên là nhiều lúc cũng rất là khó nha anh em, tâm quá thì ảo tưởng thôi. Ok, phải chi pha đó tên mình chịu khó đẩy luôn cái trụ này hay biết mấy, lỗi biết bao nhiêu nhịp mà không lấy được cái trụ anh em ơi. Không có AD AD đứng gặn dạ bị tem bạn knock out rồi anh em ơi. Không được, không được, pha này không được anh em. Lui anh em ơi, lui. Rồi. Có lẽ pha này mình không ổn anh em ơi. Tem bạn còn rất ít máu nhưng mà mình không đủ đam anh em ơi. Mình vẫn chưa chết nha anh em, vẫn bất tử anh em ơi. Hay, trời ơi, nó thoát rồi anh em ơi. Ta ra chất tướng rất là dễ chơi anh em ơi. Anh em ai mà thích cái vị tướng mà vừa ngông cuồng vừa có dễ chơi mà khả năng rất là dễ gánh tem nữa, cứ chọn ta ra nha anh em. Với việc cứ dùng chiêu 1 nhảy vào để làm chậm đối phương, dùng chiêu 2 để gây sát thương kèm đòn đánh thường nữa. Xong quậy, chơi nào quậy nào đã xong bật anti tăng tốc chạy và hồi máu nha anh em. Rất dễ chơi luôn, chiêu tướng kỳ dễ chơi. Cũng không kém phần mạnh mẽ nha anh em. Có thể ban trụ rồi đỡ đam, đỡ lấy chiêu của tem địch thì tướng cũng rất là bá đạo luôn nha. Vậy mà mọi người kén chơi vị tướng này quá. Làm kênh của mình cũng không ai coi luôn, tại vì đâu ai chơi đâu mà coi, người ta đâu có thích chơi vị tướng này đâu. Alo anh em ơi, còn có mình tôi vậy anh em. Rồi xong, và ta ra vẫn bất tử nha anh em, bất bại luôn. Rồi defeat xong, chơi hết mình nhưng mà gặp tên mình chơi lại hết hồn anh em ơi. Thôi không sao, đó cũng là một trải nghiệm với sức mạnh mới của ta ra nha anh em. Và anh em nào xem tới đây thì rất cảm ơn anh em đã xem đến cuối clip nè, và hẹn gặp lại anh em ở clip lần sau nha. Bye bye, hẹn gặp lại.